Chiếc xe ô tô tải gặp nạn mang biển kiểm soát Lào 1879 kéo theo rơ móc chở gỗ do Trần Văn Hùng sinh năm 1979 trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, Quảng Trị điều khiển đang lưu thông theo hướng Lao Bảo - Đông Hà thì đến đoạn đường trên xảy ra tai nạn. Hậu quả anh Hùng tử vong tại chỗ vì hơn 100 tấn gỗ đè lên người, xe ô tô nát bét phần đầu. Theo thiết kế, xe ô tô 1879 chỉ có trọng tải 80 tấn, tuy nhiên số lượng gỗ tại hiện trường ước khoảng 120 đến 130 tấn. Được biết số gỗ trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua đường cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an huyện Hướng Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhằm điều tiết giao thông cũng như bảo vệ số gỗ. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11, trên địa bàn thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong đó có 2 vụ ô tô đầu kéo chở gỗ lao vào nhà dân, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.